Long lái thuyền. Long gặp Megalodon. Megalodon tấn công Long. Long bỏ chạy. Megalodon làm hư thuyền của Long. Long tức quá, Long rút trái bom ra. Long ném bom vào Megalodon. Megalodon bỏ chạy. Rồi một bầy cá mập lại xuất hiện phá tàu của Long. Tàu của Long bị chìm. Chìm nghỉm luôn. Long bơi tới chiến đấu với bầy cá mập. Bỗng cơ dây cân tới và hủy diệt bọn cá mập. Sau đó cơ dây cân ném Long đi. Long nổi giận và lôi Gatling Gun ra. Long dùng Gatling Gun sấy vào người cơ dây cân. Cơ dây cân nổ tung. Rồi Long phát hiện ra kho báu. Và Long bỗng thấy 673.000 tỷ. Long giàu có. Long mua máy bay. Long mua G63. Long mua biệt thự. Long bay đến sao hỏa. Long gặp người ngoài hành tinh. Hai bên hợp tác. Long đạt giải Nobel.